Ngày hôm qua 28 tháng 8, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thông báo tuyển bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu, tương đương với 30% tổng chỉ tiêu. Đối tượng xét tuyển là các thí sinh đã dự thi bài thi đánh giá năng lực. Theo đó, số thí sinh nhập học đợt 1 đến ngày 25 tháng 8 mới đạt 70% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh cả năm. Do đó, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ dành 30% chỉ tiêu còn lại để xét tuyển bổ sung đợt 2. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển. Trong đợt 2 này, thí sinh dự thi đợt 1 vẫn được tham gia xét tuyển nếu chưa trúng tuyển trong đợt 1. Tuy nhiên, cần đạt ngưỡng điểm ứng tuyển theo quy định cho từng ngành đào tạo. Thông tin chi tiết sẽ được công bố cụ thể trên website của các trường thành viên. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học duy nhất tổ chức thi tuyển sinh theo hình thức hoàn toàn riêng biệt. Các thí sinh muốn xét tuyển vào trường phải dự thi bài thi đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm, thực hiện online trên máy tính.